Hazen Coffee là một tiệm đồ uống nhỏ, có cà phê, bánh và trà. Quán có phong cách khá độc đáo, không gian rộng rãi và dễ chịu, với hai tầng thoáng đãng, có nhiều chỗ ngồi thoải mái. Mở cửa bước chân vào Hazen Coffee, bạn sẽ cảm nhận thấy mùi bánh ngọt thơm nức, hòa quyện cùng với đó chính là hương thơm nồng nàn của cà phê. Đồ uống đặc biệt là cà phê ở đây thì cực kỳ đậm vị. Ngoài ra menu của quán cũng rất phong phú, có đủ các món trà hoa quả, trà sữa cùng topping kem mặn, nha đam, chân châu trắng để bạn có thể thưởng thức nhâm nhi. Mức giá ở đây cũng khá dễ chịu, dao động từ 20k đến 40k, có cả đồ uống nóng, đồ lạnh và trà sữa. Giá quá ổn áp cho một quán cà phê đẹp tại thành phố mà bạn nhất định không thể bỏ qua.